Ok anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Ngày hôm nay mình sẽ review đến cho anh em một cái cấu hình PC trong khoảng tầm giá từ 4 đến 5 triệu. Cái cấu hình này mình dựng lên với mục đích là để cho anh em tham khảo cũng như là test cái hiệu suất của nó trong game thôi. Mình cũng không nghĩ là đến cái thời điểm hiện tại là mình có thể ngồi đây để chém gió nói phép với anh em về cái cấu hình này. Bởi vì với cái sự phát triển của công nghệ đấy thì mình tính là đến cái thời điểm này cái cấu hình này nó sẽ tuyệt chủng và các cửa hàng máy tính bây giờ sẽ không dựng cái cấu hình này nữa, nhưng mà mình đã sai anh em ạ. Không những là nó không tuyệt chủng mà cái cấu hình này đến cái thời điểm hiện tại nó đang tăng giá rất là mạnh và gần như là không có hàng để bán nha anh em nhé. Nhất là những cái con cặp hình như thế này này, kiểu như này này và kiểu như thế này này anh em này. Một phần bởi vì những cái con như này đấy, con nào yếu thì nó đã đi theo ông bà tổ tiên rồi, còn những con nào mà sống chạy đấy thì người dùng người ta mua về người ta lắp máy và người ta dùng hết rồi, người ta không bán anh em ạ. Nên là cái nguồn hàng trên thị trường nó gần như là nó không có, nó còn toàn cái mã cao thôi, mà mã cao thì nó lại cao tiền, nó lại hơi kén người dùng. Nên là những cái mặt hàng như này thì bây giờ nói thật với anh em là nó giá nó cao lắm anh em ạ, nó rất là khó mua. Và thật sự là bản thân mình đến cái thời điểm hiện tại là mình cũng không còn muốn dựng những cái cấu hình trên những cái con cạc màn hình kiểu như này nữa, bởi vì giá của nó rất cao mà hiệu năng của nó lại không ra gì. Nó chỉ đáp ứng cho anh em chơi mấy cái tựa game, ví dụ Liên Minh, FIFA, CF vớ vẩn linh tinh thôi. Còn những cái tựa game nặng hơn, ví dụ GTA 5, PUBG, PC thì nó không đáp ứng được anh em ạ. Với lại cái độ bền của nó thì không ai dám đảm bảo, bởi vì nó là cái hàng cũ mà đã sử dụng rất là lâu năm rồi. Đến cả thời điểm hiện tại mình nghĩ nó cũng quá tã rồi anh em ạ. Anh em có thể dùng hôm nay nhưng mà không biết là ngày mai nó như nào. Ví dụ như là đang dùng mà nó năn nó chết là chuyện bình thường với những cái con VGA như này. Ví dụ như con 730 này, con này là 730 1GB5. Con này thì ngày này năm ngoái nó có giá trên thị trường khoảng tầm 300 đến 350, nhưng mà đến thời điểm hiện tại với con 1GB này thì nó cũng phải rơi vào tầm 800-850 đổ lên nha anh em, mà còn không có hàng mua. Hiệu năng của nó thì vẫn thế thôi, ngoại hình của nó thì vẫn thế thôi, và cái độ bền của nó thì với con cạc màn hình này so với năm ngoái thì chắc chắn là nó sẽ không bằng năm ngoái, bởi vì là nó đã dùng được thêm một năm nữa rồi. Quay trở lại với nội dung chính trong video ngày hôm nay thì mình cũng chỉ muốn dựng cho anh em cái cấu hình này để cho anh em tham khảo thôi, cho anh em trải nghiệm thôi, chứ mình không có bán nha anh em. Anh em bây giờ mà rảnh thì anh em vẫn có thể bỏ thời gian ra để đi săn các cái linh kiện này trên mạng. Nói chung là nó vẫn có nhưng nó chỉ ít hơn ngày xưa thôi và giá nó cao hơn ngày xưa thôi. Anh em vẫn có thể mua lẻ linh kiện về dựng được nha anh em. Đấy thì cấu hình ngày hôm nay của mình đây. Đầu tiên sẽ là một con bên H81 này, đến từ MSI. Bây giờ thì mình vẫn bán cái dòng H81, nhưng mà mình không bán những cái dòng trong nước, mấy cái dòng nét như này mà mình bán những cái dòng bên Hàn. Bên Hàn thì hàng nó đẹp, nó sáng bóng, nó đẹp và cái độ bền của nó cao, nó bảo hành rất là lâu, nó bảo hành từ 12 đến 36 tháng. Anh em dùng cái dòng đấy thì nó rất an toàn, có cái là cái giá thành của nó đắt thôi. Nó rơi vào tầm 850 đổ lên với một cái con bên H81 Hàn Quốc, còn với một cái con bên trong nước mà kiểu ngoại hình nó không được long lanh như này thì con này giá trị của nó ở trên thị trường khoảng tầm 550 nha anh em. Và để đồng hành cùng với con bên này thì mình đã lắp cho nó một con chip Xeon 1220V3. Con này thì về sức mạnh nó sánh ngang với con i5 đầu 4 anh em ạ. Cụ thể là con 4570. Nó mạnh ngang với con i5 4570 mà giá thành của nó rẻ hơn. Thì con này anh em bắt buộc phải sử dụng cảm hình rời nhá, cảm hình rời để anh em có thể xuất hình được, chứ nó sẽ không xuất hình được ở trên các cổng trên bên này. Còn về phần RAM ấy thì để tiện cho cái nhu cầu nâng cấp sau này của anh em thì mình sẽ sử dụng một thanh DDR3 8GB bớt 1600. Con này thì của Kington nha anh em, kinh tởm này. Con này thì giá thị trường của nó rơi tầm 550 đến 650 hoặc là có thể 750 nếu như mà người bán người ta bảo hành cho anh em khoảng tầm 1 năm. Còn về phần ổ cứng để cài nguyên và lưu dữ liệu ấy, thì mình sẽ vẫn sử dụng một cái combo thần thánh là một con SSD 120GB. Và anh em thích mua hãng nào thì mua. Nói chung là những cái dòng Đài Loan, những cái dòng phổ thông này thì giá của nó chỉ rơi vào tầm mới chỉ rơi vào tầm 450-500 nghìn thôi, còn cũ thì rơi vào tầm 350-400 nghìn tùy cái nơi bán và tùy người bán. HDD thì mình sẽ sử dụng một cái con 500GB này là cũ. Con này cái con 500GB cũ này sức khỏe 100% thì bây giờ anh em có thể mua được với giá khoảng tầm 250-300 nghìn tùy cái chế độ bảo hành, cũng tùy chỗ bán nữa anh em. Nói chung là giá cái thị trường đồ cũ nó dao động nhưng mà dao động không nhiều, 50-100 thôi anh em.
Đây là một cái cấu hình mình xây dựng cho anh em rẻ hết cỡ trong tầm giá khoảng tầm 4,5 triệu. Nhưng mà mình cũng không khuyên anh em xây dựng cái cấu hình này. Nếu như nhu cầu của anh em là chơi trải nghiệm các cái tựa game hiện hành, ví dụ Liên Minh FIFA CS, và chỉ sử dụng một cái thời gian ngắn anh em bán thì anh em có thể build cũng được. Nhưng mà nếu anh em sử dụng trong một cái khoảng thời gian dài thì mình nghĩ là anh em nên suy nghĩ lại, anh em nên lắp những con main main Hàn Quốc ấy, những cái dòng main Nai Lưu mà bảo hành khoảng tầm 1 năm đến 3 năm ấy thì nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì trong một cái bộ máy tính, những cái linh kiện dễ lỗi nhất là main và card màn hình, thì anh em cứ ưu tiên anh em chọn cho mình những con main và card màn hình nó ngon ngon một tí, kể cả giá của nó có cao hơn những cái dòng main này một tí cũng được, nhưng mà bù lại anh em sẽ có một cái linh kiện nó dùng nó ổn định hơn. Còn về card màn hình thì trên cái cấu hình ngày hôm nay mình sẽ xây dựng cho anh em một cái con GTX 650 nhá. Mình cũng không nhớ cái bản này là bản 1GB 2GB, nhưng mà về hiệu năng ấy thì cái con 650 này nó hơn cái con 730 với lại cái con 710 này, nên là mình sẽ nắp vào cái cấu hình này và test game cho anh em xem, cho anh em trải nghiệm. Còn về giá thành của cái con này thì hiện tại nó có giá khoảng tầm trên dưới 900.000 nha anh em, trên dưới 900.000. Mà mình nhớ là trong khoảng tầm 1 năm trước mình mua cái con này với giá là có 300 mấy anh em ạ, có 300 mấy một cái con này. Mà đến cái thời điểm hiện tại nó giá của nó lên tầm 900.000 rồi, và có thể là có những chỗ vùng sâu vùng xa người ta còn bán giá cao hơn, có thể bán hơn triệu con này là chuyện bình thường. Các cái linh kiện này thì bây giờ anh em vẫn có thể tìm kiếm trên thị trường, nhưng mà cái con cạc hình này mình nghĩ là gần như là nó đã tuyệt chủng rồi. Mình cũng không nghĩ là đến cái thời điểm hiện tại là mình có thể ngồi đây chém gió với anh em về cái cấu hình này. Bởi vì khoảng tầm 1 năm trước mình đã tính là sang năm nay là với cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì cái cấu hình này nó sẽ rơi vào quên lãng. Còn về phần nguồn ấy thì trên cái cấu hình này mình nghĩ là với một cái con GTX 650 này, anh em có thể chọn mỗi con nguồn khoảng tầm 450W đổ lên là ok, nguồn cũ hay mới tùy anh em. Nếu mà anh em có điều kiện thì anh em mua nguồn mới thì nó sẽ an toàn cho cái cấu hình của anh em hơn. Còn không thì anh em mua nguồn cũ, nhưng mà cái quan trọng là anh em phải tìm những cái con nguồn nó dùng nó ngon lành, ổn định, công suất thực, mà hãng nó phải uy tín tên tuổi một tí. Chứ anh em đừng dùng mấy nguồn quá, nhưng nguồn quá thì có thể là nó sẽ lên chạy bình thường, nhưng mà chạy bình thường trong khoảng thời gian bao lâu thì không ai dám khẳng định đâu anh em ạ. Thì với cấu hình này anh em có thể chọn một con nguồn 450W thì giá cũ thị trường bây giờ nó cũng rơi vào khoảng tầm 400.000 đổ lên tùy mã nha anh em. Thì mình đã cộng tất cả các linh kiện này vào và tính tổng ra thì nó rơi vào tầm 4,5 triệu anh em ạ, 4,5 triệu cho một cấu hình. Ok anh em nhá, mình đã lắp lại tất cả linh kiện vào thành mỗi con PC hoàn chỉnh, và bây giờ mình sẽ khởi động máy và test game cho anh em xem. Quạt rú rất to anh em ạ, rú như máy cày. Rồi, máy đã lên win rồi đây. Những cái con máy mà anh em đang dùng bình thường ấy mà tự nhiên nó bị trắng tinh màn, xong rồi nó khởi động lại, nó khởi động mãi không đến ấy, thì cái khả năng lỗi ở card hình rất cao anh em ạ. Và với cái con này thì mình đã xác định là cái con GTX 650 này nó lỗi rồi anh em ạ. Mới hôm qua chạy phe phé, hôm nay đã lỗi này. Nên là mình rất là dị ứng với những cái dòng card kiểu 650 với lại mấy cái con 630, 730 xa xưa ấy. Bây giờ mình rất là dị ứng luôn, tại vì là dùng nó không được ổn định em ạ. Có nhiều khi nó thích thì nó chạy rất là lâu, rất ngoan lành luôn, nhưng mà nhiều khi đang dùng bình thường lỗi là chuyện bình thường, chứ nó không lành như những cái dòng 1050 đổ lên bây giờ đâu. Cuộc tình si vắng đã trôi đi vào quên lãng, người tình cũng chỉ là con sóng mơ hồ. Thì bây giờ mình sẽ thay thế cái con này bằng con Asus này nha anh em nhé. Con Asus này nó có mã là GT710 1GB D5 anh em ạ. Thì cái thời gian gần đây chắc là anh em thấy rầm rộ lên cái mã cạc màn hình này, người ta bán mới bảo hành 3 năm,
thì có nhiều anh em được trải nghiệm rồi, cũng có nhiều anh em chưa trải nghiệm cái mã này, thì ngày hôm nay mình sẽ test game cho anh em xem trên cái con mã này, cái con mã 7101KD5 này, xem là cái hiệu năng trong game nó sẽ như nào. Và cái con này người ta bán mới giá nó cũng tương đối cao anh em ạ, bảo hành 3 năm, mình nếu mình nhớ không nhầm thì chắc là rơi tầm 900 hay là 1 triệu gì đấy, thì mình cũng không nhớ rõ lắm. Anh em nào mà đã từng sử dụng con này và đã từng mua con này thì anh em để lại bình luận bên dưới video giúp mình nhé, xem cái giá con này nó bao tiền. Tại vì là mình không làm cái dòng này bởi vì là cái hiệu năng của nó không được cao, mà cái giá cả của nó bây giờ bị độ lên rất là nhiều, nên là mình không nắp cái dòng này, mà mình nắp cái dòng 1050 trở lên, nên mình cũng không nhớ rõ chính xác giá bao nhiêu. Còn cái con 730 này thì mình làm rất là nhiều rồi, mình test hiệu năng rất nhiều rồi, nên là thôi hôm nay mình sẽ test con này cho anh em xem. Cái con này bản thân của nó chỉ có tản thôi, không có fan, nhưng không biết là cái hiệu năng làm mát của nó ở trong game như nào. Nhận được driver luôn này. Bây giờ mình sẽ show cho em cái cấu hình trước khi đi vào tắt game nhá. Xeong E3 1220V3 này, con này 4 nhân và 4 luồng, xung 3.1 ăn 8W điện. Main H81M trừ P33 đến từ MSI này. RAM DDR3 8GB một thanh nhá, con này bớt 1600 nha anh em. Cảm hình là GT710 1GB D5. Vẫn biết là con 710 này nó không mạnh mẽ gì, nhưng mà nhìn cái chỉ số FPS nó không được vui cho lắm anh em ạ. FPS nó có tầm 73 thôi. Nếu như anh em hay xem những video mà mình đăng tải lên YouTube đấy, thì trong một hai cái video lần trước mình có test một cái cây khoảng tầm 6,5 triệu sử dụng một con GT730. Cái hiệu suất ở trong game Liên Minh này nó rất là cao anh em ạ. Cái FPS nó rơi tầm 150 mấy cơ. Nhưng mà trên cái quân 710 này thì FPS nó chỉ được tầm 70 thôi. Nói chung là cảm giác chơi thì mình thấy nó tương đối là ok, chưa thấy giật nát drop gì cả. Nhưng mà đây là mình đang đánh với máy nha anh em. Còn đánh với người thật thì nó lại khác. Đánh người thật mà khi vào trong combat ấy, mà nó có đông tướng ấy, thì cái chỉ số FPS mình nghĩ là trên cái cấu hình này, trên cái con Vega này nó sẽ xuống còn khoảng tầm 5-60 thôi anh em ạ. Đây mình sẽ show anh em cái setting này, độ phân giải Full HD 1080 này, và cái mức đồ họa rất cao. Đây là max setting trong Liên Minh Huyền Thoại, max setting được tầm 80. Nói chung là nếu như anh em chơi với người thật mà vào combat thì mình nghĩ là anh em nên đả cái setting tập trung thì nó sẽ ok hơn. Cái hiệu năng của quân 710 này nó không bằng quân 730 được đâu anh ạ. Cái quân cạc hình này thì mình đánh giá nó tương đối là yếu. Đến loại FIFA Online 4 thì mình sẽ để ở cái mức là đồ họa cao nha anh em nhé. Mình cứ để đồ họa cao đi. Thời gian cơ mới ra thì mình tắt nha anh em nhé. Trên độ phân giải Full HD 1080 này thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó đứng ở tầm 30 anh em ạ, nó không thể nhoi lên cao hơn được. Và CPU thì cũng chỉ sử dụng tầm 39% hiệu suất thôi. Nhiệt độ của CPU tương đối mát nha anh em nhé. Mình đang dùng một cái tản stock bình thường thôi, nhưng mà nhiệt độ nó có tầm 38-40. Con cạc hình này thì sử dụng 82% hiệu suất rồi, và nhiệt độ của nó lên tầm 61 độ C rồi. Con 710 này nếu như anh em chơi những cái tựa game lặng lặng hơn một chút ấy, thì mình nghĩ là nhiệt độ của nó sẽ cao hơn nhiều đấy, và anh em chơi lâu thì nó sẽ còn cao hơn nữa, bởi vì nó chỉ có tản thôi chứ nó không có fan là mát đâu. Nói chung là bây giờ anh em mà mua một cái con máy để chơi game ấy, thì mình nghĩ là cái con 710 này nó khá là yếu, nó chỉ chơi được Liên Minh thôi anh em ạ. Còn đâu với mấy cái tựa game khác ấy, mình test thì thấy nó cũng không ok đâu anh em, kể cả anh em có giảm cái mức setting xuống thì nó vẫn cứ giật nát kiểu gì đấy anh em ạ. Đây anh em nhìn này, với cái cấu hình này nhá, anh em chỉ cần sử dụng một con cảm hình 750 thường hoặc TI đổ lên là chơi ok. Nếu anh em sử dụng con này thì thà anh em mua con 730 2GB D5 còn hơn anh em ạ. Kể cả anh em mua cái con 730 2GB D5 cũ lắp vào để chơi game còn hơn con này rất nhiều. Cái con này mới thì là mới thật đấy, bảo hành thì là bảo hành dài thật đấy, nhưng mà chơi game nó cùi bắp lắm anh em, nó không sướng đâu. Đến với game sim bác thì anh em nhìn này, mình đăng nhập mình vuốt này, vuốt cảm giác nó cứ đơ đơ mãi nó không vào anh em. Cảm giác đăng nhập quần nát chứ không phải chưa nói đến chơi game nha anh em. Đọc và loát vào game sim bác cũng mất tầm hơn 10 phút mà vẫn chưa xong anh em ạ. Nên là mình nghĩ là cái quan
RT710 một kia D5 này nó không ok rồi anh em ạ, nên là mình cũng không muốn test game làm gì nữa. Cái khoảng thời gian trước cũng rất là nhiều anh em hỏi mình là có nên sử dụng cái con RT710 này không, thì cái video này là cái câu trả lời chính xác cho anh em. Mặc dù mình đã sử dụng một con MH81, một con chip Samsung 120 RAM 8GB rồi, nhưng mà nắp cái con 710 vào thì mình thấy chơi game nó vẫn không ok nha anh em nhé, không ok một tí nào. Mình nghĩ là nếu như nhu cầu của anh em là học online và chơi liên minh với lại CF chẳng hạn, thì anh em có thể sử dụng cái con 710 này. Còn nhu cầu của anh em là chơi FIFA hoặc các cái tựa game nó cao hơn một chút đấy, thì anh em không nên sử dụng con 710 này nhá, bởi vì cái hiệu năng trong game của nó rất là thấp. Đấy, anh em có thể thêm một chút tiền anh em mua con 730 1GB hoặc 2GB D5, hoặc là có thể lên 750 hoặc 1050 trên cái cấu hình này thì nó sẽ ok hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.